này mình như 18 hả? 17 hả? Rồi. Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình Baker. Thì hôm nay sẽ là clip 17 tháng 12 năm 2022. Thì hôm nay shop mình về máy xe cho anh em, và đặc biệt cái con như tiêu đề đó là CBR250, giá chỉ 100 triệu mùa World Cup này thôi nha anh em nha. Và ngày hôm nay là ngày người ta xuống sát đó, xuống sát để theo Argentina hay là Pháp nha anh em nha. Thì ơi, cá mập 2018 550 triệu, con này mình quay rồi. Và đây Z9 rất là đẹp, xe này còn hai đầy đủ hai chìa khóa zin. Em này là 180 triệu nha anh em. Xe này là đúng chuẩn 13.000 cây nha anh em. Đúng chuẩn 13.000 cây. Xe đã lên đèn led đầy đủ. Đèn led đầy đủ nha anh em. Vỏ mới đó. Đúng chuẩn 13.000 cây nha. Đó, này xe này á, mình có thể bao cho anh em đồng hồ luôn. Tại vì xe này mình mua lại của con em, chắc chắn là đúng chuẩn nha anh em nha. Xe này là chuẩn nên nó mới lắm anh em. Mọi thứ còn mới lắm và giá rất là tốt. Đó, xe này là để 180 triệu ra đi cứu chủ nha. Đó, xe này mình dám chuẩn bao anh em luôn, tại vì xe này của con em của mình, cho nên không có cái việc mà xe tào lao đâu nha anh em nha. Anh em có thể đi test mọi thợ thầy, có thể đi test, kêu thợ qua test thoải mái nha anh em. Đó, xe nào rất đẹp nè ha, keng xà beng nhìn rất là mới, rất là đẹp. Rồi, thì con này 180 triệu nha anh em, giá 900, 2017, 13.000 cây đó. Rất là đẹp luôn, mọi thứ còn rất mới. Anh em có thể quay bên đây, quay cái bình xăng cho anh em xem. Mọi thứ còn rất là mới, hai chìa khóa zin còn đầy đủ luôn. 13.000 cây, mở đồng hồ cho anh em coi chưa đó, 13.100 cây. Xe Z9 thì có báo số nha anh em nha. Z9 thì đi nhẹ và mượt hơn là em Z8 nha. Thôi bây giờ qua cái em CBR250 mà mình giới thiệu với anh em. Đó. Đây thì em này là cũng là một người em của mình ở dưới Bến Tre nha. Để lại cho anh em giá rất là hợp lý luôn. Chỉ 100 triệu thôi nha anh em nha. Xe zin đét luôn. Chỗ này là nhúng carbon nè anh em. Cái ốp bô nhúng carbon cho đẹp mà. Xe này zin nha, mới không hư hay lỗi lầm sửa chữa đâu nha anh em nha. Con này đi được 15.000 cây, biển số Bến Tre. Đối với em CBR250 này á, thì nói luôn cho anh em, tại mình nói nhiều rồi, mình nói cho anh em trong cái clip này là nó có 3 chế độ lái: chế độ comfort, chế độ trời mưa, chế độ sport và chế độ sport cộng. Sport cộng là mình chạy chế độ thể thao đó anh em. Đó, thì mình có thể cho anh em nghe tiếng máy này. Đây, em có thể bấm vào đây cho anh em coi 3 chế độ. Đây, 3 chế độ lái luôn nha. Sport cộng nè. Bấm vô đó. Sport nè, comfort nè, sport nè, đó. Báo số, đồ báo xăng đồ có trên xe đầy đủ. Đó, xe tiến bộ rất là hầm hố. Rất là đã nha anh em. Con xe rất là tuyệt vời. Và xe hầu như mình thấy á, nó không có chạy xước gì nhiều nha anh em. Đó. Chữ CBR nhìn cũng rất là đẹp. Có chống đổ nè ha. Có chống đổ ha anh em ha. Và xe hầu như là không có chạy xước gì nhiều luôn. Anh em bỏ 100 triệu ra chơi là khá là hợp lý. Rét chân rồi còn mới luôn. Sên là được vô cộng sên vàng luôn nha. Cộng sên mắc tiền luôn đó. Cộng sên xịn luôn. Và đuôi zin, đồ zin đầy đủ nha anh em. Đó. Đuôi zin, đồ zin đầy đủ. 71A11255 là đó, biển số nè, rất là đẹp, mọi thứ còn rất là mới tinh luôn. Em hãy quay cho anh em xem. Mọi thứ còn rất là mới luôn nha anh em nha. Xe hầu như là không có chạy xước gì nha anh em. Đó, anh em có thể nhìn sơ qua dòng là xe hầu như là không có chạy xước gì luôn. Mình thấy là vậy á anh em, nhìn còn rất là đẹp. Anh em về anh em phải giữ ha. Và giá cũng rất tốt luôn. Đó, mình để anh em mới để mình giá tốt mùa World Cup luôn á anh em. 100 triệu để cho em một sở hữu một em CBR250. Vỏ này là vỏ zin theo xe luôn nha anh em nha. Vỏ zin theo xe là còn mới cỡ này luôn nha anh em. Đó, thì xe rất là keng, xe đúng ô đo, đúng đồng hồ, rất là đẹp. Vỏ sau cũng còn rất là đẹp. Vỏ sau này là đã vô Michelin rồi, Michelin rất là xịn rồi. Đó, còn vỏ trước là y như zin đó. À. Rồi con này thì khách gửi bảo trì ha anh em ha. Con này là cũng khách đã mua bên mình rồi, gửi về bảo trì làm lại cho như mới nè. Làm lại cho mới để người ta chơi lễ Noel rồi nè. Nó phía mình là bảo trì anh em rất là đẹp, yên tâm. Mọi cái bảo trì bên mình là đều được chụp hình lại và gửi anh em hết từng chi tiết, cho nên anh em cứ yên tâm mà gửi xe lại. Rồi thì xe này mình bán rồi. Xe kia, cái xe 2.000 cây á, mình cũng đã khách cũng đã cọc rồi nha anh em. Đó.
Còn chiếc xe này nè anh em đi cũng rất là ngon nè, xe này đi thoải mái chở người yêu nè. Con này là GBX Demon 150, con này nó bền lắm nha anh em. Con này xe Thái nha anh em. Con này xe Thái ngồi rất thoải mái. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh á, thì em này mới, em này còn bảo hành luôn. Em này mới 500 cây thôi. 500 cây à anh em, mới mua luôn anh em. Thì em này á chỉ có 36 triệu nha anh em nha. 36 triệu để sở hữu một con xe y chang xe mới. Thì cái em này á chạy dễ thương lắm nha em, nha anh em. Giá mới nó 50 mấy triệu á, thì chỉ là em mini bike thôi mà có phụ upside down, có cái sạc điện thoại zin theo xe luôn. Anh em đi rất là sướng ha. Đó. Đi phượt rất là sướng, có sạc điện thoại zin rồi có phụ upside down đầy đủ, còn sổ bảo hành từ hãng GBX luôn nha anh em nha. Đó, máy em này rất là êm. Đó, đề nhẹ là lên ha. Thì em này đi dễ thương lắm, đi dễ thương hơn mệt ít nhiều. Nhìn nó cute đó anh em, đi nó ok lắm. Lâu rồi mình chưa đề máy em này anh em. Đề lên cho nó trơn tru cái máy. Rồi thì em nào, anh em nào thích thì cứ liên hệ inbox cho mình ha. Đó. Em này đi cũng rất là dễ thương, ba mấy triệu rồi vi vu mùa Tết mùa lễ rồi cho vui nè anh em. Thì chìa khóa à, còn hai chìa đầy đủ, còn sổ bảo hành luôn, chưa có rô đai xong. Cái này anh em về phải rô đai, thay nhớt rô đai là ok, nó như xe mới. Rồi, hết xe rồi. Xe này khách gửi lại bảo dưỡng nè. Quay S nhưng mà người ta vẫn chăm như xe thường luôn. Làm full xe. Làm full xe, còn con này để mình vệ sinh xong mình đăng cho anh em. Em này là CBR ABS 9000 cây nhưng mà mình vệ sinh xong nó chưa có xong nên chưa có lên sóng được. Em này anh em nào đặt thì mình cho anh em đặt, con này đẹp lắm, con này cực kỳ đẹp luôn. 9000 cây xe ABS mình bán 48 triệu nha anh em. CBR đời này hồi xưa mắc lắm, 90 mấy triệu luôn á, bây giờ nửa giá, có cái bộ độ luôn. Này chưa vệ sinh xong, này khoảng tuần sau mình mới vệ sinh xong xe mình mới đăng lên anh em. Bộ độ. Này chưa xong, này phải lột keo ra hết rồi rửa ráy rồi xong rồi sẽ lên sóng cho anh em. Mà anh em nào muốn mua thì đăng ký cho anh em mua trước. Em này là 48 triệu thôi, 48 triệu là có xe ABS chạy rồi, ngon rồi. Rồi ok anh em. Đây là xe mình đang làm cho anh em nè. Đây là em CS400 đang được chăm sóc. Cái con này nè anh em, review cho anh em cực kỳ khó luôn nha anh em nha. Con này cực kỳ khó khăn luôn. Những cái cơ bản như cái lọc nhớt của nó vẫn khác những xe Nhật nha anh em. Đó, cái xe này xe Trung Quốc, nhưng mà cái lọc nhớt đồ của nó khác những xe Nhật luôn. Anh em lấy xe Nhật anh em gắn vô nó không trùng, phải kiếm đúng cái lọc nhớt của tàu thừa gắn vô mới vừa. Con này cực kỳ khó khăn, bảo trì bảo dưỡng nó khó đồ luôn. Nhưng mà thôi, mình vẫn cố gắng mình làm cho anh em đã gửi xe qua mình là làm xong hết rồi đó anh em. Cái lọc của nó khác cái lọc của xe Nhật nha anh em nha, nó không có giống đâu nha, không phải là gắn đồ Nhật là gắn vô được đâu. Thì em này thì nó rẻ lắm, em này thì rẻ lắm, để mình đang bảo trì bảo dưỡng cho cái em này. Nhưng mà sẽ có những cái đồ mà nó khó khăn thì chắc bên mình sẽ không có, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết mức có thể. Khi anh em gửi xe lại mình cố gắng làm cho anh em, có thể đang cố gắng làm em này nè, thay lọc thay nhớt bảo dưỡng rồi làm bố đồ lại cho anh em đi cho nó an tâm nè. Em này thì đi cũng được thôi. Chứ mà nói về giá tiền em này rất là rẻ, mà em này bên mình cũng không có bán nha. Bên mình này không có bán mấy dòng này, tại vì á mình bán xe, những xe mình bán á là những xe bên mình á đều có phụ tùng để sửa chữa thay thế cho anh em mới dám bán. Còn mà những dòng này thì không có dám, này tìm lâu lắm, phụ tùng nó cũng tìm hơi lâu chút xíu nha anh em thông cảm. Nổ cái lọc nhớt không mà em với thằng Bi đi xăng là cũng mấy hai tiếng hả? 2 tiếng mới có nha, mà người quen á mới có, tại vì nó không có chuyện. Nó không có sử dụng chung mấy cái lọc này, nó không có sử dụng chung với mấy cái loại lọc Honda hay Yamaha 303 hay 204 gì anh em. Nó sử dụng phải cái lọc khựa của nó mới được. Phải đúng khựa, phải đúng tàu khựa của nó thì nó mới vô, còn không thôi là sẽ bị không có tương thích anh em. Anh em hiểu năm nay vậy, chứ mình không có nói về cái vấn đề xe thì nó không có tương thích. Thì giống như xe Nhật đi, mình ví dụ anh em đi, Kawasaki á hả, Z9 đi thì 303, Z8 thì Z8, Z9 vô được hết. Hoặc là Honda là vô được hết. Nó hình như nó chung rồi, nó hầu như là chung một cái lỗ anh em.
còn cái thằng này là cái lỗ nó khác đó. Hình như là nó xài chung với thằng ba gác không ta, không biết nó có hình dung vậy, nhưng mà thôi kiếm được là cũng dễ dàng, không có gì khó đó. 4 tháng rồi là kiếm được cho hết rồi, bây giờ mình sẽ cố gắng làm giao cho chủ thôi. Này là rất là đẹp, con này phải nói con này cái dáng nó rất là đẹp, mẫu mã rất là đẹp, máy móc thì mình thấy bình thường nha, không có quá xuất sắc nhưng mà cũng không phải quá cùi. Thế mình đánh giá mình chạy thử đó, và giá tiền này rất là hợp lý, nghe nói chủ xe mua có 110 mấy triệu mua mới luôn á anh em, là rất là hợp lý rồi, con không có gì phải bàn hết. Rồi ok, cảm ơn anh em. Anh em nào mua xe thì cứ liên hệ cho số điện thoại mình 0916640653 hoặc qua trực tiếp showroom Minh Baker, địa chỉ là 43D Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, sát bên hông trường trung học cơ sở Phú Định nha anh em. Anh em tới anh em không biết đường, anh em chỉ gõ trường trung học cơ sở Phú Định, anh em đi bên hông trường, nhà mình nằm bên vách tường trường luôn á, cho nên rất là dễ biết, anh em khỏi bị lầm đó. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em, chúc anh em một ngày làm việc thì vui vẻ, nhiều sức khỏe để chuẩn bị, mình chuẩn bị là có những cái lễ lớn giống như là Tết Tây, và đặc biệt là cái Tết Tết Nguyên Đán ha, đúng không? Tết đó gọi Tết Nguyên Đán là Tết mình đó. Một cái Tết thiệt là ấm no, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và những anh em nào muốn có xe thì phải tranh thủ qua anh Minh để có xe mình vi vu mùa Tết. Rồi chúc anh em thì nhiều sức khỏe nha anh em nha.